cũng đi tập huấn và cũng được tiếp cận các cái kiến thức của về cái dinh dưỡng, rồi là về bên an toàn sức khỏe, rồi uy tín chất lượng của chương trình. Thế nên là tôi cũng tham gia vào chương trình để đồng hành cùng với cả chương trình chị Nét. Thực sự mà nói, bước đầu ấy, là cũng rất là lo lắng, là nhận hàng về rồi thì không biết, rồi mang rồi không biết là có tuyên truyền được hàng không. Đấy là trước đây thì bắt đầu mà tham gia chương trình ấy, thì cũng chỉ được độ 50 đến 70 khách hàng đầu tiên thôi. Đấy, thế nhưng sau đó thì là mình cũng được cái là uy tín chất lượng, rồi thì mình cũng được sự là hội viên, rồi là nhân dân, là bà con là tin tưởng. Nên là bây giờ thì thực ra là cũng phải có đến khoảng 150 khách hàng. Đó là chia sẻ từ chị Nguyễn Thị Biên, chi hội trưởng phụ nữ thôn Phú Cường thuộc Hội Liên Hiệp Phụ nữ xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chị là một trong 3 chị Nét xuất sắc của tỉnh Hưng Yên, được Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam tuyên dương tại hội nghị tổng kết thực hiện. Chương trình Nestlé đồng hành cùng phụ nữ tổ chức cuối tháng 11 vừa qua. Chị Nguyễn Thị Biên tham gia chương trình Chị Nét từ năm 2020 và khởi nghiệp với mô hình quầy hàng ngon, khỏe, tiện lợi. Người phụ nữ nông thôn chân chất này chưa bao giờ đi bán hàng nên đã từng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trước đây thì cũng chưa đi bán hàng bán niếc gì. Thật sự là cũng thế cho nên mới lo lắng. Cái chuyến hàng đầu tiên ý, lấy này như thế này, sữa Mino này, nét nây này, nét trắng đấy, rồi nước tương này, dầu hào này, rồi cà phê này. Đấy, thế mới là cả hạt lêm này. Cảm xúc mà cái chuyến hàng đầu tiên ý, mà mang về thì thật là, đây là cũng nói thật là rất là lo sợ. Cũng cứ mạnh dạn là cũng đầu tiên ý, là cũng cứ phải đưa lên xe đạp, xong rồi là nai đến các hộ gia đình. Là thôi cũng có ý kiến ví dụ với các chị hoặc là các bác, thế thôi là tôi ủng hộ cho em, để cho em làm chương trình để cái chuyến hàng đầu tiên cho nó suôn sẻ. Thế là chuyến hàng đầu tiên đi thì thật sự là chỉ về có 2 ngày thôi là hết. Nhìn lại hành trình trải qua, chị Nguyễn Thị Biên cho rằng các hoạt động tập huấn, đào tạo kỹ năng trong chương trình Chị Nét giúp bản thân có rất nhiều thay đổi tích cực và giúp chị chủ động sáng tạo cách tiếp cận khách hàng. Cũng đi tập huấn và là tôi cũng thấy là rất là có cái sự thay đổi của bản thân tôi, là tôi cũng thấy rất là phấn khởi. Tôi thì có một cái sáng kiến như thế này này. Nếu là để đi mà bán hàng thì mình phải tìm vào các cái điểm sinh hoạt rồi hoạt động đông người. Đấy, thì là mình sẽ đưa cái hàng của mình đến, mình tuyên truyền giới thiệu. Đấy, để cho lan tỏa rộng rãi đến các khách hàng người ta chưa được biết. Tôi đi lên đánh bóng chuyền thì là tôi cũng chở đi 1, 2, 3 thùng vào cái xe đạp. Thôi mình cũng có cái để mình thân thiện với cả chị em trong cái đội bóng. Thế sau đó thì là được chị em người ta lại lan tỏa đi, rồi người ta lại giới thiệu người nọ sang người kia. Có lượng khách hàng ổn định và liên tục gia tăng hàng năm, hiện nay quầy hàng ngon, khỏe, tiện lợi đạt doanh số hơn 30 triệu đồng một tháng, mỗi năm đạt doanh số hơn 360 triệu đồng. Quầy hàng giúp chị Nguyễn Thị Biên có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng. Là trước đây thì bắt đầu mà tham gia chương trình ý, thì cũng chỉ được độ 50 đến 70 khách hàng đầu tiên thôi. Đấy, thế nhưng sau đó thì là mình cũng được cái là uy tín chất lượng, rồi thì mình cũng được sự là hội viên, rồi là nhân dân, là bà con là tin tưởng. Nên là bây giờ thì thực ra là cũng phải có đến khoảng 150 khách hàng. Đấy, cũng chỉ phục vụ cho trong thôn để chiều đến hoặc là sáng đến, để cứ có cái xe đạp đây thì là đưa hàng đi cho các nhà. Và trong cái việc mà mình đã giao cho khách hàng ấy, thì thật ra thì mình lại phải có cái kỹ năng của mình là như thế này này. Mình lại phải xin người ta cái số điện thoại. Thời đại bây giờ nó cũng công nghệ số rồi, nên là mình cũng phải để liên lạc bằng tin nhắn hoặc là gọi điện trực tiếp. Đấy, thì sau đó thì là mình sẽ ship đến cho người ta. Đấy, thì là người ta cũng, ví dụ những nhiều nhà người ta cũng con nhỏ hoặc người ta cũng bận vội, người ta cũng không đi được, thì mình thôi mình cứ non ton cái xe đạp về đằng nào mình đi thể dục vậy, thì là mình ship đến cho người ta thì là người ta cũng thích. Chương trình Nestlé đồng hành cùng phụ nữ được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam triển khai từ tháng 12 năm 2020 ở 9 tỉnh và từ tháng 11 năm 2022 đã mở rộng ra 21 tỉnh trên toàn quốc. Thông qua nhiều hoạt động và sáng kiến, chương trình này giúp hàng ngàn phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, dần dần bắt nhịp với quá trình chuyển đổi số và tạo lập sinh kế bền vững.